Chào mừng mọi người đến với cái kênh chia sẻ cái kinh nghiệm chăn nuôi chồn hương nha. Mình tên là Nguyễn Văn Hiệp, mình hiện đang là nuôi 50 con chồn hương. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái ý như sau. Tức là hôm nay mình chia sẻ là nên đầu tư cái con chồn hương như thế nào để mà có hiệu quả kinh tế. Thì như các bạn đã biết rồi, cái con chồn hương này cái giá trị kinh tế nó cao, thì khi mình đầu tư trong chăn nuôi, mình đầu tư thì mình cũng phải có một cái số vốn nhất định nha mọi người. Đó rồi, cái đó là cái ý thứ nhất là mình xin chia sẻ với mọi người là mình nên đầu tư cái con giống, là đầu tư cái con bé Bi này nè, cái con vừa mới tách bầy khoảng tuần này nè, hay là mình nên đầu tư cái con chồn đã mang bầu. Đó thì cái ý thứ nhất, thì mình chia sẻ cái ý thứ nhất để cho mọi người xem thử coi nói như thế nào. Và cái ý này mình chỉ xin trao đổi thôi nha. Đó thì các bạn biết rằng là cái con chồn hương này á, nếu như chúng ta nuôi nhỏ, từ nhỏ cho tới lớn, thì nhanh nhất là khoảng 8 tháng, mà chậm nhất là 24 tháng nó mới lên giống, theo như cái kinh nghiệm mình nuôi. Đó thì mình rút ra được như thế này: nếu như các bạn nuôi cái con chồn baby này mà nó suôn sẻ từ đầu tới cuối thì cái số vốn nó ít hơn, và được mình được nhiều con hơn, và mình tốn nhiều thời gian hơn để mà là lấy lại vốn, thì mình phải tốn nhiều thời gian hơn nha. Đó, trong cái khi mà mình nuôi như vậy á thì nó xảy ra một số cái trường hợp mà mình phải biết cách xử lý. Ví dụ như trong cái giai đoạn mà nó tập ăn và giai đoạn nó lên giống, phối giống, đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu như chúng ta nắm bắt được kỹ thuật thì chúng ta sẽ thành công thôi nha mọi người. Đó, còn nếu như các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều, mà các bạn muốn rút ngắn thời gian, thì các bạn phải đầu tư cái con chồn mà đã bầu rồi, đã được phối rồi, đã được phối rồi, thì khi đó các bạn sẽ có thể là rút ngắn được cái khoảng thời gian chăn nuôi. Các bạn có thể là tự mình tập tập phối giống, tự mình tập chăm sóc chồn baby ha, cho nó đỡ bỡ ngỡ. Cái con chồn này thì nhiều cái giai đoạn á, chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm nha, nhiều cái giai đoạn chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm để mà mình có thể xử lý nha mọi người. Đó, mình phải có cái giai đoạn là nắm được các cái kỹ thuật từng giai đoạn để mà mình chăm sóc cái con chồn baby nó có thể là lên giống và phối giống một cách là tốt nhất. Đó thì mọi người ai cũng nói nuôi con này dễ lắm, tuy nhiên là nó khi mà gặp những cái sự cố thì mọi người lại không xử lý được. Đó, và lúc đó mình lính quýnh, mình xử lý rất là không tốt, tức là mình thay đổi cái cách điều trị trị bệnh đó liên tục. Đó, trong khi những cái mà điều trị ban đầu đó, nó chưa đem lại hiệu quả, nó chưa phát huy, thì mình đã thay đổi rồi. Đó cho nên là nếu như cái ý thứ hai á, mình nói mình muốn nói cái ý thứ hai là mọi người nên đầu tư cái con mà đã mang bầu sẵn rồi. Đó, đã nó mang bầu một tháng, hết được một tháng rồi đó, chắc chắn rồi đó, thì nó đạt hiệu quả kinh tế hơn nha. Tức là giống như là mình lấy ví dụ như em Trọng ở Bình Dương, thì
khi về thì nó đẻ được bốn con, nuôi lên nuôi khỏe mạnh lớn lên, thì tới giờ em chồng có thể xuất bán được bốn con đó là tầm trong khoảng là 20 triệu đó, thì có thể thấy là có thể rút lại một số vốn rồi đó. Đó, thấy chưa, mà mình có thể rút lại được một cái số vốn đáng kể rồi nha mọi người. Đó thì nếu như ta có điều kiện thì ta nên đầu tư cái con mà mang bầu luôn, rồi về mình bắt đầu mình có thể rút lại được vốn của mình nhanh đó. Còn nếu như chúng ta không có vốn thì chúng ta nuôi nhỏ lẻ từ từ lên cũng được. Tuy nhiên thì cái để tính kinh tế và lợi hại thì mình cũng muốn nói là các bạn nên đầu tư cái con chắc cú, nhất là cái con cái tơ lên đó, lựa những cái trại mà có uy tín, người ta làm ăn với mình, hỗ trợ kỹ thuật cho mình tốt nhất đó, để mình có cái thành quả và đi cái lâu dài với họ luôn đó. Ví dụ như em chồng bây giờ mình có thể thấy là em có thể tự mình phát triển bầy đàn lên được đó. Cho nên là mình có thể là hợp tác với anh chồng để làm, để làm thêm, phát triển bầy đàn lên đó. Thì các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư nuôi cái con chồn hương. Một là đầu tư con baby này, hai là đầu tư con bầu. Thì cái cách làm như thế nào thì mọi người nên bàn kỹ, mình chỉ có phân tích một số ý như vậy thôi, tức là nó có những cái được và cái chưa được. Tức là mình có thể thấy là con chồn baby thì nó lâu lâu rút thu hồi vốn, còn con chồn này thì con chồn bầu thì nó mau thu hồi vốn, và khả năng mà cái thời gian càng lâu thì càng rủi ro, nhưng mà cái con bầu thì nó ít rủi ro hơn đó, nó có thể đẻ ra rồi mình chăm nó lên đó. Tuy nhiên nếu như không biết kỹ thuật chăm bầu thì cũng rất khó đó. Thì cái khâu nào nó cũng có cái điểm yếu của nó đó. Thì mọi người nên cân nhắc để mà đầu tư cái con chồn hương đó. Nếu mà để đầu tư đạt á, thì nó qua một số cái giai đoạn mà chúng ta trải qua rồi, chúng ta rút kinh nghiệm dần 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 đi thì nó dễ hơn đó. Rồi mình chia sẻ đến đây, xin chào tòa mọi người nha, hẹn mọi người cái clip sau.